Xin chào tất cả quý anh chị em đang nuôi chồn và những người đang muốn nuôi chồn ha. Thì có nhiều khách hỏi em là nuôi chồn có nên tắm rửa cho nó hay không. Thì cái này thì em quay cho mọi người thấy là tắm xịt nước tắm cho nó là bình thường nha. Cái hộ nó nóng cho nên là mình tắm cho nó là tốt thôi chứ không sao hết. Đó, thì hiện tại em đang tắm cho mấy con chồn lớn. Tại chồn mình cho ăn rồi nó dơ, thời gian nó dơ, nó hôi, tắm rửa cho nó sạch sẽ, nó thơm. Này mà nếu mà tắm được xà phòng thì em cũng tắm cho nó thơm luôn rồi đó. Đó, mình chỉ cần xịt nước vậy thôi, xíu nữa nó tự làm khô lông hết. Sạch sẽ. Thì khí hậu tầm khoảng 35-37 độ thì tắm vô tư nha. Này do là mình cho ăn cá tươi nữa cho nên là nó dễ bị hôi lông á, ăn nó chay đầy á. Rồi ok còn. Đây là một con lứa. Thì anh em nuôi chồn hoặc là đang tham khảo muốn chăn nuôi chồn thì hãy muốn biết thêm nhiều cái chi tiết hướng dẫn kỹ thuật này kia thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em hoặc là kết bạn Facebook với em là Triều Cày Hương. Bên trại em có cung cấp nhiều con giống, ai muốn mua giống thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ha. Số của em thì có ghi trên video. Ăn no rồi giờ tắm mát. Này mình chỉ có tắm cho chồn lứa, chồn con thôi nha, chứ chồn mà đang mang bầu thì không được tắm à. Chồn đang mang bầu mình tắm là nó hoảng, là nó nhảy, là sợ nó ảnh hưởng đến thai đó. Trại của em là ở xóm 2 Bạn Leo, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Ai cần biết kỹ thuật chăn nuôi chồn lứa sinh sản thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em. Rồi, chào mọi người nha. Ai mà cần muốn biết gì thêm, cần em quay video về cái kỹ thuật gì thì hãy liên hệ trực tiếp cho em để em làm video cho mọi người xem nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ai xem thì nhớ đăng ký kênh, ấn like ủng hộ kênh của em với ha. Rồi chào mọi người nha.